Chào mừng quý vị đã đến với kênh Tin tức sức khỏe. Chương trình hôm nay gồm những tin chính sau. Thế giới chạy đua từng giây vẫn không tìm ra thuốc trị COVID-19. Ca tử vong vì COVID-19 ở Indonesia tăng vọt. Thuốc men không đuổi kịp tốc độ đại dịch. Thế giới chạy đua từng giây vẫn không tìm ra thuốc trị COVID. Gần một năm rưỡi trong đại dịch, các nhà nghiên cứu khắp thế giới vẫn vật lộn chưa tìm ra phương thuốc hiệu quả, dễ sử dụng để điều trị COVID-19. 10 loại thuốc được phê duyệt khẩn cấp hoặc là khuyến nghị sử dụng tại Mỹ, 2 trong số đó về sau bị thu hồi giấy phép vì không đủ hiệu quả. Chính phủ gần đây tạm dừng lô hàng của một loại khác do không tác dụng trên biến thể mới. Những loại thuốc phù hợp để điều trị người bệnh giai đoạn khởi phát hiện rất khó sử dụng. Thuốc dành cho người nhập viện chỉ thực sự hiệu quả khi bệnh nhân đã chuyển nặng. Daniel Griffin, trưởng bộ phận truyền nhiễm của mạng lưới y tế Blue Health New York cho biết: "Chúng tôi bị giới hạn. Hiện chưa có phương pháp điều trị COVID-19 nào thực sự ấn tượng cả. Có rất nhiều lý do khiến thuốc chữa COVID-19 còn là bức tranh ảm đạm. Giới chức tập trung nguồn lực phát triển nhanh vaccine và đã thành công. Tuy nhiên, nghiên cứu trong lĩnh vực điều trị còn thiếu sót, bất chấp tính cấp thiết từ các đợt bùng phát. Các thử nghiệm lâm sàng giải rác của Mỹ phải cạnh tranh để có nguồn bệnh nhân tình nguyện. Khi các loại thuốc hiệu quả nhưng khó sử dụng ra đời, hệ thống y tế rệu rã của đất nước chưa đủ trang thiết bị để cung cấp chúng cho người nhiễm nCoV. Từ năm 2000 đến năm 2017, tài trợ toàn cầu cho nghiên cứu liên quan đến virus corona là 500 triệu đô la Mỹ, tương đương 0,5% tổng chi phí cho bệnh truyền nhiễm ở giai đoạn này. Theo phân tích của tạp chí Lancet, đến khi ra mắt, thuốc COVID-19 hầu hết khó sử dụng hoặc chỉ hiệu quả trong từng giai đoạn nhất định. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Ca tử vong vì COVID-19 ở Indonesia tăng vọt. Mới đây, Indonesia lần đầu báo cáo hơn 2.000 ca tử vong vì COVID-19 theo ngày, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Số người chết ở quốc gia đông dân thứ tư thế giới tăng liên tục trong suốt 7 tháng. Khu hồi sức tích cực và điều trị người mắc COVID-19 chật kín, bệnh nhân phải vật lộn để tiếp cận máy thở. Giống với các quốc gia trong khu vực, Indonesia phải đối mặt với biến thể Delta lây lan mạnh. Song khác với những nền kinh tế phát triển, tỷ lệ tiêm chủng của nước này còn thấp. Đến nay, khoảng 7% dân số tiêm đủ 2 liều vaccine. Các chuyên gia ví tình hình tại đây với Ấn Độ trong thời kỳ tồi tệ nhất hồi tháng 3 và tháng 4 năm nay. Người Indonesia xếp hàng để tìm nguồn cung oxy y tế khan hiếm cho gia đình, kể cả những người khỏe mạnh nhất cũng ốm nặng. Theo Our World in Data, cuối tháng 7, số ca tử vong trung bình theo ngày lên đến 5 trên 1 triệu người, cao hơn 67% so với Ấn Độ vào cuối tháng 5. Các chuyên gia dịch tễ tin rằng cả hai nước đều chưa thống kê đầy đủ số người chết, do nhiều bệnh nhân ra đi tại nhà mà không được xét nghiệm. Siti Nadia Tarmizi, phát ngôn viên Bộ Y tế Indonesia cho biết, một số khu vực bắt đầu cập nhật dữ liệu tử vong còn tồn đọng. Điều này khiến số người chết theo thống kê tăng vọt. Chuyển sang thông tin cuối cùng, thuốc men không đuổi kịp tốc độ đại dịch. Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường Informa Pharma Intelligence, từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, các hãng dược đã khởi động hàng nghìn thử nghiệm thuốc trên thế giới. 650 dự án diễn ra tại Mỹ, song tất cả không đáp ứng kịp nhu cầu khẩn cấp hoặc tốc độ của đại dịch. Janet Woodcock, quyền ủy viên của FDA, thanh tra chiến dịch thần tốc cho biết, trong số gần 3.000 nhóm thử nghiệm lâm sàng, tính đến tháng 11 năm 2020, chỉ 5% đủ nghiêm ngặt để cung cấp dữ liệu thực tiễn. Theo phân tích của tiến sĩ Woodcock hồi tháng 2 năm nay, bà cho biết, mọi người thường cho ra kết quả mang tính lý thuyết hoặc là thử nghiệm rất nhỏ. Chúng dễ gây hiểu lầm. Chúng ta không thể có dữ liệu nếu chưa tiếp cận một cách hệ thống hơn. Bên cạnh đó, các thử nghiệm của Viện Y tế Quốc gia Mỹ phụ thuộc nhiều vào Trung tâm Y tế Học thuật. Trong khi đó, người mắc COVID-19 thường tập trung ở các bệnh viện cộng đồng hoặc công lập tại địa phương. Những nơi này không đủ trang thiết bị để thử nghiệm lâm sàng, dẫn đến sự chậm trễ. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của Tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.